Tiềm năng gây đại dịch ở Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc phát hiện một chủng cúm lợn mới có khả năng gây ra đại dịch. Virus cúm này xuất hiện gần đây ở lợn nhưng có thể lây nhiễm cho người. Đó là kết quả từ một nghiên cứu công bố hôm 29 tháng 6 trên tạp chí khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Mỹ. Virus cúm lợn mới được đặt tên là G4EAH1N1, có nguồn gốc di truyền từ chủng cúm H1N1 gây ra đại dịch năm 2009. Nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học của các trường đại học Trung Quốc và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, CCDC, cho biết G4 có đầy đủ đặc điểm cần thiết cho thấy khả năng thích nghi cao với người nhiễm bệnh. Từ năm 2011 đến 2018, các nhà nghiên cứu đã lấy 30.000 miếng gạt mũi từ những con heo trong các lò mổ ở 10 tỉnh của Trung Quốc và trong một bệnh viện thú y, cho phép họ phân lập 179 loại virus cúm lợn. Trong số đó có một loại mới chiếm ưu thế ở heo kể từ năm 2016. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã thực hiện nhiều thí nghiệm khác nhau bao gồm ở cả trồn xương, vốn được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu về cúm vì chúng gặp các triệu chứng tương tự như con người, chủ yếu là sốt, ho và hắt hơi. Theo quan sát, G4 có khả năng lây nhiễm cao, có thể phát triển và nhân lên trong các tế bào của con người và gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn ở trồn xương so với các loại virus khác. Các xét nghiệm cũng cho thấy con người mắc chủng cúm lợn mới khi tiếp xúc. Theo các xét nghiệm máu, các kháng thể được tạo ra khi tiếp xúc với virus, 0,1-0,4% người làm việc trong lò mổ và chăn nuôi heo bị lây nhiễm. Do đó, mối lo ngại chính của các nhà khoa học là virus truyền từ động vật sang người nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy nó có thể truyền từ người sang người. Các nhà nghiên cứu viết, điều đáng lo ngại là sự lây nhiễm virus mới thích ứng và tăng nguy cơ xảy ra đại dịch ở người. Các nhà nghiên cứu sợ rằng nó có thể đột biến hơn nữa, dẫn đến lây lan dễ dàng từ người sang người và gây ra sự bùng dịch toàn cầu. Vì vậy, nhóm nghiên cứu kêu gọi nhà chức trách địa phương đưa ra các biện pháp khẩn cấp để giám sát những người làm việc ở trại nuôi heo, lò giết mổ, bởi vì chủng cúm lợn này mới, con người có thể có ít hoặc không có khả năng miễn dịch với virus. Ông James Wood, trưởng khoa thú y tại Đại học Cambridge, Anh, nhận định, công trình nghiên cứu được đưa ra như một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng lúc nào cũng có nguy cơ xuất hiện mầm bệnh mới và các động vật nuôi, mà con người tiếp xúc nhiều hơn với động vật hoang dã, có thể đóng vai trò là nguồn gốc của các loại virus gây đại dịch. Nghiên cứu được đưa ra trong lúc thế giới đang lo ngại các đợt tái bùng phát của dịch COVID-19. Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ, tới ngày 29 tháng 6, cả thế giới đã ghi nhận hơn 10,104 triệu người nhiễm COVID-19, trong đó có ít nhất 500.882 người tử vong. Trong số các ca nhiễm, có hơn 5,1 triệu ca hồi phục. Ha ha ha, 问什么的说呵。